Chào mừng quý phụ huynh đến với chương trình 60 phút đồng hành cùng bác sĩ Nhi Đồng. Gần đây thì bệnh cảm cúm trong cộng đồng rất thường gặp ở cả trẻ em và người lớn. Ngoài ra những bệnh cảm cúm thông thường thì những dịch bệnh sốt xuất số huyết hay tay chân miệng có xu hướng tăng lại. Chính vì vậy trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ sốt, cảm cúm, cách theo dõi trẻ tại nhà, nhận ra những dấu hiệu bệnh nặng ví dụ như những bệnh sốt xuất số huyết, tay chân miệng, viêm não màng não và cách phòng ngừa những bệnh lý này. Tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Du Tuấn Quy, Trưởng khoa nhiễm thần kinh bác sĩ Huy là một chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh truyền nhiễm. Ừ. À. Xin kính chào tiến sĩ Thùy Dương, xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh. Để khởi đầu, bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì phần 1 chúng ta sẽ nói về uh, trình bày về sốt là gì và chăm sóc trẻ sốt như thế nào. Thưa bác sĩ Huy, sốt là triệu chứng như thế nào ạ? Làm <laughs> sao để các phụ huynh phát hiện ra con mình có sốt? <laughs> Thực tế thì ngoài phòng khám các bà mẹ hay nói rằng là tôi sờ con tôi thấy nóng vậy việc đó có chính xác hay không ạ thì như chúng ta đã biết hầu như tất cả ông bố bà mẹ nào mà có con đó thì trong đời ít nhất cũng phải một lần gặp một đứa con mình có bị sốt và sốt là người ta hay lo lắng lắm nhưng mà thật sự ra khi xung quanh của chúng môi trường của chúng ta toàn là virus vi khuẩn không hà khi mà nó xâm nhập vào cơ thể của mình thì cơ thể của mình để chống lại thì cái hệ miễn dịch của mình nó sẽ tăng sinh cái thân nhiệt lên và nó gây ra cái tình trạng người ta gọi là sốt và khi mà được gọi là sốt khi nào mà các bố mẹ đó đo cái nhiệt độ ở trong nách mà nó 38 độ trở lên thì được gọi là sốt Vâng, yeah. à, ừ. vậy nhiều khi ngồi phòng khám Mà bà mẹ tới nói là con tôi uh, uh, có sốt đó, và Hoặc <laughs> là khi mà tôi sờ tôi thấy nóng thôi <laughs> đó Thì bác sĩ Huy nhận định chuyện này như thế nào? <laughs> thì cái chuyện đó thì không chính xác Chúng ta bây giờ chúng ta đã có nhiệt độ rồi Thì tốt hơn hết chúng ta đo nhiệt độ Mà thấy nhiệt độ từ 38 độ trở lên Nhiệt độ ở nách à, Chúng ta thấy như vậy thì mới quyết định là con mình mới là sốt yeah. Chứ mình đừng có nên cảm nhận là À tôi sờ là tôi thấy con nó sốt rồi Thì không nên vâng ừ. vâng vậy sốt là triệu chứng thường gặp như vậy thì là các nguyên nhân thường gặp gây ra triệu chứng ừ. sốt là gồm những nguyên nhân nào ạ thì chúng ta thấy cái nguyên nhân thường gặp của sốt rất là nhiều thì nguyên nhân đầu tiên là các cái bệnh lý về đường hô hấp chúng ta thường hay gặp nhất thí dụ là bệnh lý về đường hô hấp như là cảm lạnh cảm cúm hay là viêm bệnh lý viêm nhiễm ở đường hô hấp như là viêm hấp trên hay là viêm phế quản viêm phổi vân vân à. à, cái thứ hai mà cái nhóm bệnh thứ hai mà thường hay gặp nữa là nhóm bệnh về bệnh lý về truyền nhiễm như là chúng ta thấy à có sốt xuất huyết nè có tay chân miệng nè, có các cái bệnh lý khác như là về thủy đậu, về sởi ha và đặc biệt nữa là những cái bệnh lý mà trong mùa nắng nóng nên mình cũng không quên đó là về viêm não, viêm màng não cũng hay gặp ở trẻ. Vâng, Ồ, vậy là quá nhiều bệnh như vậy. À, như vậy thì sốt bao nhiêu ngày, hay kiểu sốt như thế nào thì phụ huynh cần là phải kể lại cho bác sĩ ra sao? Dạ. Hay là khi con sốt thì ba mẹ cần chăm sóc con sốt ở nhà như thế nào ạ? Ừ. À, thì như thế này nếu như mà con chúng ta bắt đầu sốt mà chúng ta thấy giống như là sốt mà bắt đầu từ 38 độ trở lên mà chúng ta thấy sốt nhẹ nhẹ thì đa số ông bố bà mẹ chúng ta có thể tham khảo để mà chúng ta điều trị chăm sóc tại nhà mà thôi. Ví dụ như chúng ta cho trẻ uống hạ sốt khi nào trẻ sốt thì chúng ta cho uống với cái paracetamol chẳng hạn với cái liều là 10 đến 15 mg/kg và uống từ mỗi 4 cho đến 6 tiếng một lần và sau đó thì chúng ta cho trẻ uống nhiều sữa hay là uống nhiều nước một tí xíu ha cho trẻ cung cấp một cái lượng nước đủ để mà trẻ đừng có sốt và tốt nhất thì nên cho trẻ mặc thoáng ra ha cho trẻ mặc đồ thoáng ra và chúng ta cung cấp thêm những mấy cái vi chất khác ví dụ như là cho uống nhiều nước trái cây hay đặc biệt như là vitamin C chẳng hạn để tăng đề kháng lên Ừ. và nếu như mà chúng ta thấy một đứa trẻ nhỏ mà tự nhiên nó sốt mà nó kèm theo những dấu hiệu khác đi theo ví dụ như là cái bệnh lý ở đường hô hấp chẳng hạn ví dụ đứa nhỏ này nó sốt mà nó kèm theo ho hắt hơi sổ mũi yeah. ha hay là nó nhức đầu vân vân thì chúng ta xem coi là đứa nhỏ này nó có phải là bị đầu tiên là bệnh lý về cảm lạnh hay cảm cúm hay không thì thường á, ở nhân gian đó chúng ta chúng ta rất là dễ giữa nhầm giữa cảm lạnh với cảm cúm bởi vì hai cái triệu chứng đó thì hầu như rất là giống nhau à, tuy nhiên chúng ta thấy thì cái anh mà cảm lạnh cảm cúm thì anh nào cũng có sốt hoa sổ mũi hết tuy nhiên đối với anh mà cảm cúm thì sốt nó sẽ cao hơn nó từ 39 đến 40 độ nhiều hơn là cái thứ nhất và cái thứ hai thì đứa trẻ nó sẽ đau nhức cơ nhiều hơn và nó dễ dẫn đến tình trạng viêm đường hấp dưới nghĩa là dễ dẫn đến bội nhiễm viêm phổi nhiều hơn yeah. à, thì khi mà mình phát hiện cái đứa con của mình mà nó bị như vậy mà thấy sốt cao không hạ ha nó kèm theo ho sổ mũi nó nhiều lên hay là nó đau nhức cơ đối với những trẻ lớn nó than thì tốt nhất từ đưa đến một cái cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ khám và cho một cái cách chăm sóc điều trị tốt nhất đối với đứa trẻ này. Yeah. Ừ, ngoài cái bệnh lý về đó ra thì một cái bệnh lý về hô hấp mà chúng ta hay gặp đó chính là đứa trẻ nó hay bị viêm mũi viêm họng chẳng hạn nó cũng có sốt, ho, sổ mũi và kèm theo ho khạc đàm và đặc biệt đối với những nhỏ nhiều lúc thì tối nó ngoài cái sốt ra thì nó ho mà nó nó nó, nó khó thở chẳng hạn thì nó trăn trở nó khó ngủ thì ông bố và mẹ lại càng lo lắng hơn nữa. Thì yeah. chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng không nên hoang mang lo lắng mà chúng ta vẫn có thể chăm sóc như bình thường một đứa trẻ mà trước đây của chúng ta bị viêm đường hô hấp chẳng hạn. Chúng ta vẫn cho đứa trẻ uống siro ho chúng ta cho trẻ uống hạ sốt khi sốt, cho uống nhiều nước và nhả mũi cho trẻ đó vâng. là chăm sóc về cái vấn đề về hô hấp trên vì mũi họng chẳng hạn. Dạ. Ừ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Huy về những chia sẻ vừa rồi sốt là triệu chứng thường gặp nên ừ. ba mẹ chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi các triệu chứng đấy ừ. và uh, nhớ là kể lại cho bác sĩ nghe xem là bé đã sốt được mấy ngày ừ. và chăm sóc trẻ ở nhà sốt như thế nào. Ừ. Vâng, vâng chúng ta sẽ qua phần 2 là phần vô cùng quan trọng đó là những bệnh thường gặp ở trẻ sốt và cách theo dõi những dấu hiệu nặng này. đó Vậy là sốt là triệu chứng rất thường gặp, biểu hiện của rất là nhiều bệnh khác nhau. Trong đó một số những bệnh thường gặp nhất như là cảm cúm, cảm lạnh, sốt phát ban, sốt sốt huyết tay chân miệng, viêm não màng não. Và trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Huy sẽ trình bày những bệnh này cho quý phụ huynh để quý phụ huynh biết cách theo dõi con. Đó. Và thưa bác Huy, đầu tiên đó là bệnh cảm cúm, cảm lạnh. Thì như ừ. bác sĩ Huy đã vừa uh, chia sẻ là cảm cúm, cảm lạnh khác nhau. Vậy là những bệnh này thì chúng ta cần phải lưu ý những điểm gì không có thể trở nặng hay không ạ? Ừ. À thì giống như ngay từ đầu thông tin mà tôi đã chia sẻ đó yeah. thì đối với cảm cúm á, thì sẽ có dấu hiệu sốt cao hơn, nó từ 39 yeah. đến 40 độ nhiều hơn và nó có hiện tượng là làm cho cái đứa trẻ nó khó chịu hơn. Nó cảm thấy không khỏe và hầu như nó đau nhức cơ, nhức mình, nhức mẩy nhiều hơn. Yeah. Thì lúc này những đứa trẻ này thật sự chúng ta vẫn chăm sóc nó như nhau, có nghĩa là chúng ta vẫn cho trẻ uống hạ sốt khi nào trẻ sốt và mỗi đến 4 đến 4 đến 6 tiếng sẽ uống được một lần thuốc hạ sốt. Và cái thứ hai chúng ta vẫn cho trẻ làm sao ăn uống nhiều một tí xíu đối với trẻ nhỏ thì cho trẻ uống nhiều sữa uống nhiều nước dạ. để cho trẻ đừng có thiếu nước và ăn những thứ ăn lỏng dễ tiêu ha và được những đứa trẻ lớn hơn thì chúng ta có thể cho đứa trẻ nó vận động thể dục nhiều hơn một tí xíu và cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất đặc biệt là vitamin c cho trẻ à, và chúng ta cũng không nên cho trẻ uống những cái thuốc corticoid tự mua ở ngoài coticoid hoặc là uống kháng sinh đại trà đối với những đứa trẻ bị cảm lạnh hoặc là cảm cúm và nếu như mà chúng ta thấy những đứa trẻ này triệu chứng của đứa trẻ nó giảm dần rồi thì rất là tốt tuy nhiên có một số trường hợp những đứa trẻ tự nhiên sốt cao mà không hạ hoặc là nhìn thấy đứa trẻ nó ly bì nó khó đánh thức hay là nôn ói nhiều bú kém hơn Ha. hay là tình trạng của đứa trẻ nát sốt và kèm theo co giật thì tốt nhất nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được bác dạ. sĩ khám và điều trị. Vâng. Dạ. Dạ. Đúng như bác sĩ Huy chia sẻ là một số phụ huynh thấy con sốt là chạy ra nhà thuốc và nhờ nhà thuốc kê một số thuốc để đem về cho con uống liền và không ít lần trong những toa thuốc đấy trong những cái thuốc mà được mua tại phòng khám hay là mua tại nhà thuốc đấy ừ. lại có những cái phần kháng sinh và kháng viêm lại không phù hợp với trẻ. dạ. Nên là rõ ràng là khi mặc dù là cảm cúm cảm lạnh là triệu chứng đơn giản nhưng mà phụ huynh nên là, là, là sử dụng thuốc có sự tham khảo ý kiến của bác sĩ. Vâng, phụ huynh sẽ thấy rằng là khi mà con có triệu chứng sốt nhiều khi có kèm thêm phát ban. Đó, ừ. Thì khi nào phát ban này là phát ban thông thường siêu vi hay là phát ban này là do sợi hay những ừ. bệnh là nguy hiểm hơn ạ? Ừ. Thì đây là một cái mà câu hỏi rất ư là thường gặp mà tôi nghĩ rằng các ông bố bà mẹ nên, nên biết được Thì đa số những đứa trẻ đó các anh chị khi ngay những ngày đầu sốt rất là cao Và nếu như mà chúng ta chăm sóc đứa trẻ sốt ở tại nhà tự nhiên thấy em bé tự nhiên nó hết sốt mà em bé nó lại ra ban ra Thì người ta gọi đó chính là sốt phát ban có nghĩa là khi đã phát ban thì em bé khi mà em bé nó hết sốt thì ra ban nên là, là dấu hiệu này là chúng ta an tâm vì đây là đứa trẻ bị sốt phát ban đó thành ra chúng ta vẫn làm sao chúng ta vẫn cứ tắm rửa sạch sẽ cho bé nó thường ngày chúng ta cũng không nên ủ ấm tới một đứa trẻ mà nó bị sốt phát ban vẫn cho trẻ ăn uống như bình thường ha mặc đồ thoáng mát và cung cấp nhiều vitamin c cho trẻ là được còn một đứa trẻ khi mà em bé nó còn sốt nó ra ban mà vẫn tiếp tục vẫn còn sốt và đặc biệt là sốt cao không hạ thì lúc này không phải là sốt phát ban nữa mà chúng ta thấy kèm theo con mắt của đứa trẻ mà ví dụ như mắt nó hơi đỏ lên mũi nó kèm nhèm lên nó ho hắt hơi sổ mũi thì lúc này người ta gọi cái này là bệnh sởi Chứ không phải là sốt phát ban nên là hai cái dấu hiệu đó thì ông bố bà mẹ sẽ giúp phân biệt khác nhau dạ. Dạ. vâng thì tôi xin nhắc lại cái ý đó tức là khi mà phát ban mà hết sốt thì có vẻ là đỡ nguy hiểm hơn đó Đúng. là sốt phát ban, ban thông thường dạ. Dạ. còn nếu mà khi ra ban đỏ mà còn sốt cao hơn dạ. mệt mỏi lừ Đúng đường đó. hơn dạ. thì đó là coi chừng đó là ban sỏi, sỏi. Dạ. chúng ta dạ. sẽ phải đưa trẻ đi khám ngay vâng dạ. vâng ờ, đang mùa đang chúng ta đang bắt đầu vào giao mùa đó là chuyển qua mùa mưa và thời tiết lại rất là nắng nóng dạ. và tỷ lệ mũi bắt đầu tăng lên rất là nhiều chúng ta thấy khắp nơi mũi ở khắp nơi và song song đó những bệnh lây qua mũi ví dụ như là bệnh sốt xuất huyết cũng làm cho ba mẹ rất là lo lắng ví dụ trong khu nhà đó có có ai đó mới bị sốt xuất huyết chẳng hạn mà con mình có sốt lên thì ba mẹ sẽ rất là lo lắng chuyện này ừ. xin bác sĩ huy hãy chia sẻ cho các bà mẹ biết là việc chăm sóc trẻ khi nào chúng ta cần phải lo lắng đến bệnh sốt xuất huyết ừ. tự nhiên chúng ta đã biết rồi sốt xuất huyết tắt nước chúng ta nước nhiệt đới mà thành ra mấy cái bệnh truyền nhiễm là thường gặp lắm đặc biệt là sốt xuất huyết thì sốt huyết thường nó sẽ xảy ra vào những cái giao mùa đặc biệt mùa mưa. Tuy nhiên gần đây thì hầu như quanh năm nó đều có hết, chứ không phải chỉ mùa mưa hay không. Và chúng ta phải càng theo dõi trẻ nó nhiều hơn nữa. Ví dụ ở trong nhà mà chúng ta thấy một tình trạng đặc biệt như tiến sĩ Dương đã chia sẻ đó, nếu trong nhà có một người lớn mà sốt xuất huyết, mà tự nhiên trẻ em ở trong nhà một đứa trẻ nó sốt cao, đặc biệt là sốt cao không hạ. Ha, chúng ta cho uống hạ sốt mà chưa đến chữ hạ sốt thì đứa trẻ lại sốt cao rồi. Và đặc biệt là chỉ mỗi một cái triệu chứng sốt thôi và nó sốt rất là nhiều. Ha thì lúc này làm sao chúng ta phải nên chăm sóc một đứa trẻ chúng ta phải dõi cho kỹ và nên đưa đến bệnh viện sớm để xem bác sĩ khám coi đứa trẻ này nó có nguy cơ sốt xuất huyết hay không để được thì chúng ta phải được tái khám mỗi ngày ở tại cơ sở bệnh viện thì lúc đó nếu như bác sĩ thấy rằng à con của mình có nguy cơ sốt xuất huyết thì lúc này bác sĩ có thể gợi ý là một cái xét nghiệm máu để coi gợi ý có sốt xuất huyết hay không và có một cái tờ hướng dẫn các ông bố bà mẹ chăm sóc trẻ theo dõi sốt xuất huyết ở tại nhà ví dụ như là à cho trẻ uống nhiều nước ăn những thức ăn lỏng dễ tiêu và khi nào sốt thì cho trẻ uống hạ sốt và đặc biệt không nên uống hạ sốt mà có những cái chất mà làm gây xuất huyết ví dụ như là những cái thuốc hạ sốt bằng ibuprofen là không nên uống chỉ có uống hạ sốt bằng như là paracetamol không được uống aspirin ibuprofen và khi nào thấy trẻ có những dấu hiệu như sao là phải đến bệnh viện ngay lập tức ví dụ vào ngày thứ ba ngày thứ tư của bệnh là một cái cái ngày mà dễ chuyển độ nặng của số xuất huyết nhất đó thì thấy đứa trẻ tự nhiên nó lừ đừ hơn nghe đứa à. trẻ nó chảy máu răng, chảy máu mũi, hay nó than đau bụng nhiều hơn, nó buồn nôn nôn ói, hay đi cầu phân đen, vân vân, thì những dấu hiệu đó phải nên tranh thủ đưa đứa trẻ đến bệnh viện sớm nhất để được bác sĩ điều trị kịp thời. À. Vâng, Đúng rồi. đó Bệnh sốt xuất số huyết là một bệnh hầu như là khoảng 70-80% à. có thể điều trị tại nhà, nên ba mẹ cũng không lo lắng quá nhưng mà quan trọng nhất là phải tìm ra những dấu hiệu nặng đấy vâng à. để đưa trẻ đi tái khám kịp thời. Vâng, Song song đó thì bệnh sốt xuất huyết đã là một dịch bệnh nguy hiểm rồi nhưng mà lại còn thêm những bệnh mà rất thường gặp ở trẻ nhất là trẻ dưới 5 tuổi như là bệnh tay chân miệng và nhà bác sĩ huy chia sẻ những bệnh này cho cho phụ huynh biết ạ dạ yeah. à, thì thường tay chân miệng của chúng ta sẽ ra quanh năm nhưng mà cái giao mùa là hay vào tháng 4, tháng 6 Nghe. và tháng 9 đến tháng 12 thì đây chính là cái mùa của tay chân miệng đang lên và đặc biệt hay xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi nghe đặc biệt là dưới 3 tuổi thì càng nặng hơn nữa thì chúng ta thấy như thế này là cái mùa nắng nóng này ở đứa trẻ nó sốt và đặc biệt nó hay có hiện tượng là ông bà hay gọi là ông bố bà mẹ nó là à sao con tôi nó chảy nước giải nhiều quá đó yeah. nó chảy nước giải nhiều quá thì nghĩ nó mọc răng nhưng mà tới chừng mà đi vô bệnh viện khám á, thì bác sĩ nhìn thấy có một cái vết loét trong cái miệng thì bé nó đau miệng quá thành ra nó nuốt không được thành yeah. ra nó mới chảy nước miếng chứ thật sự nó không phải mọc răng đó chúng ta thấy nếu như mà trong cái mùa nắng nóng này làm sao mình phát hiện sớm có tay chân miệng hay không chúng ta thấy đầu tiên là đứa trẻ tự nhiên mà nó sốt mà nó chảy nước miếng coi chừng nó có lét cái miệng hay không cái thứ hai nữa là cái đứa trẻ này nó có nổi ban ở lòng bàn tay hay lòng bàn chân hay ở gối ở mông và lét trong cái miệng như tôi đã chia sẻ thì phải đến cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ khám coi đứa bé này có bệnh tay chân miệng hay không và cũng tương tự như vậy cũng giống như sốt xuất huyết thì ở bệnh viện nhi đồng 1 hay là tất cả cơ sở y tế khác đều có một cái tự hướng dẫn chăm sóc tại nhà của bệnh tay chân miệng như sốt xuất huyết đa số hơn 90% mươi đều được chăm sóc tại nhà hết và sẽ có tự hướng dẫn ví dụ khi nào đến ngày thứ hai mà trẻ còn sốt cao nhiều quá từ hai ngày trở lên mà sốt cao không hạ hay là trẻ tự nhiên ngủ giật mình chới với hay là đứa trẻ nó nôn ói nhiều nó đi đứng bất thường hay là thấy nó thở mệt thì các phụ huynh phải tranh thủ đưa trẻ đến bệnh viện để được bác sĩ xử trí kịp thời. Dạ. Yeah. Vâng, khi mà ngồi phòng khám tại bệnh viện thì tôi thấy rằng là có nhiều phụ huynh cũng sẽ ừ. hay hỏi rằng là uh, con tôi sốt uh, và hay rất là hay quấy khóc giật mình ừ. khi nghe tiếng động mạnh là giật mình. Ừ. Như vậy cái việc giật mình này có khác với lại cái dấu hiệu nặng của bệnh tay chân miệng không ạ? Ừ. À thì cái giật mình của tay chân miệng nó rất ư là kinh điển và nó khác với những giật mình của những cái bệnh khác. À ví dụ như là những đứa trẻ nó hay giật mình do có tiếng động rồi nó quấy khóc ha còn tay chân miệng là giật mình của tay chân miệng nó chỉ xảy ra đầu giấc ngủ thôi và tôi nghĩ đây là một cái dấu hiệu mà phụ huynh học sinh nên 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 nên, nên nhớ ha các bậc phụ huynh học sinh nên nhớ là à, đứa trẻ nó mới vừa thiêu thiêu ngủ nó chập mắt lại thì tự nhiên nó giật mình chơi với nó bắn hai tay hai chân lên và lại nó xả hai tay hai chân ra tiếp tục nó lại ngủ tiếp đó là giật mình kinh điển của bệnh tay chân miệng Vâng, dạ Vâng, vậy mong là những uh, cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Huy phụ huynh sẽ hãy nghe những uh, chia sẻ đó và chúng ta sẽ biết được rằng là khi nào con có dấu hiệu nặng và chúng ta cần phải đưa ừ. con đi khám kịp thời vâng uh, tiếp theo nữa thì một số uh, uh, mùa sốt như vậy thì các phụ huynh đến hay nói ừ. rằng là con tôi kèm nhức đầu rất là nhiều ừ. Ừ. vậy khi nào chúng ta biết là sốt kèm nhức đầu này là một biểu hiện thông thường của cảm cúm cảm lạnh hay là sốt nhức đầu này là một biểu hiện nặng hơn của việc viêm não màng não ạ một cái câu hỏi này rất là hay đó các anh chị thì như thế này đặc biệt cái cái cái, cái bệnh mà viêm não màng não nó cũng hay thường hay xảy ra trong mùa nắng nóng và đặc biệt là xảy ra ở trẻ em thí dụ đối với những đứa trẻ lớn hơn đi thì, thì nó còn biết than nó đau đầu còn những đứa trẻ nhỏ hơn thì làm sao nó đâu có biết than đâu Thì nó sẽ có những cái biểu hiện khác Ví dụ như trong cái mùa này thì ông bố và mẹ mang một đứa nhỏ đến khám bệnh Với những đứa trẻ như là à, ngoài có sốt ra Đối với trẻ lớn trước đây nghe sốt thì nó có thể kèm theo ho sổ mũi và kèm theo đau đầu Nếu như chúng ta thấy rằng em bé này sau khi uống thuốc mẹ em bé này hết đau đầu đáp ứng với hạ sốt giảm đau đầu à, và thấy có ổ nhiễm trùng rõ trong cái họng có viêm mũi họng rõ và mình khám thì không có dấu thần kinh khu trú có nghĩa là đứa trẻ này không có cổ cứng nha và nói chung là nó tình trạng chi giác em bé luôn lúc nào cũng tỉnh táo ăn uống tốt được hơn và chúng ta vẫn hẹn tái khám em bé này mỗi ngày để các anh chị để theo dõi diễn tiến uhm, thì cái đó chúng ta an tâm có thể là viêm mũi họng tuy nhiên nếu chúng ta thấy một đứa trẻ lớn nó có những cái hiện tượng sốt đau đầu nhưng kèm theo nôn ói hay một bộ ba sốt đau đầu nôn ói và chúng ta thấy khám có cổ gượng à và bây giờ như đồng một còn có những cái xét nghiệm gợi ý ngay ban đầu nữa để coi gợi ý có nhiễm trùng ở trên cái tổn thương hệ thống thần kinh trung ương hay không nữa chúng ta có thể làm xét nghiệm gợi ý và khi chúng ta thấy những cái dấu hiệu về biểu hiện về triệu chứng như tôi đã kể ha à, sốt đau đầu nôn ói có cổ gượng và có những xét nghiệm máu gợi ý bất thường thì chúng ta không nên bỏ qua dấu hiệu của viêm não màng não mà chúng ta nên cho đứa trẻ đến nhập viện và lĩnh cơ sở y tế gần nhất ha, để mà chúng ta theo dõi ha, để mà điều trị tốt hơn là cái thứ nhất cái thứ hai đối với những đứa trẻ nhỏ đó các anh chị thường đó thì à, lúc nào đứa trẻ nó cũng ngoài sốt trẻ có đau đầu nó không có than đau đầu được nhưng mà trẻ sẽ có hiện tượng nôn ói có thể kèm theo tiêu chảy nhưng mà chúng ta thấy cái thóp của em bé nó sưng phồng lên đó ở ngoài nhân gian thì bố và mẹ ông bố và mẹ hay nói một câu là à sao thấy cái shop bữa nay nó không có bình thường mà cái thóp nó nó sưng lên ha, thì các anh chị phải theo dõi đó là một trong dấu hiệu để gợi ý đứa trẻ này nó có thể bị viêm não màng não thì nên đưa đến cơ sở y tế kịp thời để được khám và điều trị. Vâng, ừ. dạ. cảm ơn bác sĩ Huy. về chúng ta đã lượt qua rất là nhiều bệnh từ những bệnh cảm cúm cảm lạnh thông thường ừ. cho tới những bệnh đang hình thành thành dịch ở trẻ em như là sốt xuất huyết tay chân miệng ừ. sốt phát ban và rồi uh, những bệnh nguy hiểm hơn đó là những viêm mãn mã, não màng não thì hy vọng là quý phụ huynh đã có những cái thông tin để cho mình biết được rằng là đó là những cái bệnh uh, có thể gây biểu hiện chung là sốt nhưng có thể kèm thêm những dấu hiệu khác và chúng ta để ý những dấu hiệu đó để đưa con đến khám bệnh. Vâng như vậy thì bệnh truyền nhiễm là hơi bị nhiều đúng không ạ? Đúng Bạn, là bệnh truyền nhiễm là nhiều. Dạ nhiều quá uh, kể ra thì rất là nhiều. Như vậy thì anh có chia sẻ nào để À, hướng dẫn cho phụ huynh cách làm sao phòng ngừa Để phụ huynh không bị những cái bệnh ừ, đó không ạ ừ. à, Thì thật sự ra đó Trẻ em của chúng ta sanh ra Thì mấy đứa trẻ nó có quyền Không được mắc các cái bệnh mà có thể phòng ngừa được Yeah. trong đó có những cái bệnh phòng ngừa được bằng vaccine yeah. phòng ngừa vaccine thì ví dụ chúng ta thấy bây giờ đối với những cái bệnh mà trong mùa nắng nóng đầu tiên chúng ta hay nói về cảm cúm này kia chẳng hạn thì cúm bây giờ chúng ta cũng có, có vaccine phòng ngừa cúm yeah. thì cứ 6 tháng 6 tháng tuổi trở lên là chúng ta cho đứa trẻ đi phòng ngừa vaccine cúm rồi yeah. thì chúng ta nên cho đứa trẻ này đi chích cúm và cứ hàng năm chúng ta nhắc lại một lần đó thì khi mà lỡ mai đứa trẻ này nó có bị nhiễm đi chăng nữa thì triệu chứng em trẻ đứa trẻ nó cũng nhẹ nhàng và đã lướt qua được rất là nhẹ nó Đấy. không phải có nặng để mà uống thuốc hay là cần phải nhập viện là cái thứ nhất cái thứ hai những cái bệnh truyền nhiễm mà nãy giờ như tôi đã chia sẻ đó các anh chị ha đặc biệt như là viêm não màng não viêm não màng não thì các anh chị biết rằng là đã có những cái chương trình tiêm chủng mở rộng cho đứa trẻ thì chúng ta phải nên tiêm tiêm chủng đặc biệt như là chúng ta thấy cái cái viêm não của chúng ta hiện giờ là đất nước nhiệt đới mà chúng ta thường hay gặp nhiều nhất là viêm não nhật bản mà viêm não nhật bản thì đã có thuốc chủng ngừa rồi mà nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng được miễn phí nữa thành yeah. chúng ta nên nhớ rằng con của mình mà đúng 12 tháng ở đúng một tuổi chúng ta phải nhanh chóng đưa đứa trẻ đi tiêm chủng viêm não Nhật Bản thì chúng ta tiêm mũi đầu tiên vào lúc đứa trẻ được 12 tháng tức là một tuổi và sau một hai tuần thì chúng ta tiêm cái mũi thứ hai chúng ta nhắc lại và cứ sau đó thì chúng ta chờ một hai năm chúng ta nhắc lại mũi thứ ba và có thể mỗi năm năm chúng ta nhắc lại một lần vân vân và nói chung thì cứ đi tiêm cho trẻ hầu như là cái độ an toàn rất là cao và phòng ngừa được viêm não Nhật Bản. À, còn đối với vấn đề mà giống như chúng ta đã giờ chia sẻ về sởi hay là quay bị rubella thì chúng có thuốc chủng ngừa trong chương trình tiêm chủng mở rộng luôn. À, chúng ta thấy sởi là cứ 9 tháng chúng ta đi tiêm chủng cho đứa trẻ và chúng ta nhắc lại 18 tháng. Hay là mũi 3 trong một sởi bị rubella chẳng hạn thì vẫn được tiêm chủng khi trẻ 12 tháng, vân vân. Và cũng tương tự như vậy, nãy giờ chúng tôi có nói đến dấu hiệu của viêm màng não chẳng hạn Thì chúng ta thấy lịch sử là trước đây chúng ta thấy là hầu như là viêm màng não ở trẻ em sẽ ra rất là nhiều Đặc biệt nhất là viêm màng não do con Hemophilus, có nghĩa là HI yeah. Thì sau khi chúng ta đã có thuốc chủng ngừa của viêm não do Hemophilus Thì hình như cái chân, cái viêm não do con vi khuẩn này nó giảm đi rất nhiều vậy đó thì gần đây lại có một cái con viêm não viêm màng não do cái tác nhân khác mà nó nổi trội lên đó chính là viêm màng não do phế cầu nó lại nổi trội lên và viêm não do phế cầu bây giờ chúng ta thấy cũng lại có một cái loại vaccine để mà phòng ngừa nữa vậy đó ha thành ra tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng nên tham khảo thêm để chúng ta dự phòng phòng bệnh cho con mình vẫn tốt hơn là để con mình mắc bệnh và đi trị bệnh hay yeah. là tranh thủ đi chích ngừa cho đứa trẻ yeah. đối với những cái bệnh mà mình phòng ngừa được bằng vaccine. Yeah. Tuy nhiên đối với một số bệnh mà bằng cái truyền nhiễm khác mà mình chưa có vaccine phòng ngừa thì sao? Ví dụ hiện giờ sốt xuất huyết thì vẫn còn là một cái nghiên cứu về vaccine, tay chân miệng vẫn nghiên cứu vaccine. Tuy nhiên đối với về sốt xuất huyết thì chúng ta vẫn có thể dự phòng. Đó chúng ta sử dụng chúng ta làm sao? Ví dụ cho trẻ ngủ mùng mặc áo yeah. tay dài, chúng ta dọn sạch những cái nơi nào mà mũi nó ở, chúng ta diệt lăng quăng, vân vân và chúng ta phát hiện trẻ con mình nghi ngờ bệnh thì chúng ta đi khám bệnh sớm chẳng hạn hoặc là tay chân miệng cũng tương tự như vậy thì chúng ta thấy đã có chiến dịch hết rồi thì chúng ta thấy là à, hầu như khi mà phát hiện sớm một ca tay chân miệng thì chúng ta cho đứa trẻ đã cách ly ở nhà nghỉ học để tránh lây cho các bạn trong cộng đồng rồi chúng ta phải làm sao chăm sóc khử khuẩn cái vùng đó và hầu như chúng ta thấy từ khi có covid xuất hiện thì cái thông điệp mà dự phòng vệ sinh, sinh tay khử khuẩn với ông khẩu trang ừ. hầu như là chúng ta có thể dự phòng được các cái bệnh truyền nhiễm khác vì vậy mà chúng ta phải nên phát huy cái gọi là cái 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 truyền cái cái, cái 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 tốt đẹp đó, cái dạ, đặc tính dạ. tốt đẹp đó dù bây giờ chúng ta cứ rửa tay sạch khử khuẩn mang khẩu trang đúng cách thì chúng ta sẽ dự phòng được những các cái bệnh đó dạ, à, vâng. yeah. dạ, cảm ơn bác sĩ Huy đúng là quý phụ huynh thấy đó việc chủng ngừa vô cùng quan trọng Ừ. và sau cái mùa dịch vừa rồi chúng ta càng thấy là việc chủng ngừa vô cùng quan trọng như ừ. thế nào và nên là à, không chỉ có những cái bệnh à, chúng ta cần phải đưa con chúng ta đi trích theo cái lịch chủng ngừa ừ. của quốc gia ừ. và chúng ta nên nhớ là không chỉ những trẻ nhỏ và khi những trẻ lớn hoặc người lớn cũng có những cái chương trình chủng ngừa ừ. à, có thuốc chủng ngừa để có thể ừ. chúng ta ngừa được những cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như vậy. Ừ. Thì ở đây cũng xin chia sẻ thêm nữa rằng là À, ngoài những cái việc trùng ngừa và vệ sinh giữ vệ sinh sạch sẽ môi trường và giữ vệ sinh sạch sẽ về rửa tay đeo khẩu trang thì ngoài ra là cái việc uh, dinh dưỡng cũng vô cùng quan trọng á, để nâng cao cái sức đề kháng của trẻ thì khi ngồi phòng khám chúng tôi nhận thấy rằng là có nhiều phụ huynh đến hay nói rằng là tại sao con của tôi cứ uh, uh, có dịch bệnh gì là bị bệnh đó. Đó, đi học là cứ bị sốt tái tới tái lui hoài. Ừ. Đó, không biết là có cái gì bị bệnh tiềm ẩn thì nguy hiểm hay không. ạ. Nhưng thực ra thì khi đó thì bác sĩ sẽ kiểm tra lại sẽ thấy là có thể cân nặng hoặc chiều cao của bé bị ảnh hưởng. Ừ. Đó, những bé mà bị suy dinh dưỡng hoặc những bé bị thừa cân quá đều có sức đề kháng không tốt Được. bằng những bé mà có cân nặng chiều cao phát triển đúng theo lứa tuổi. Dạ. Ừ. Do vậy là cái nên là khi mà phụ huynh thấy con em chúng ta hay bị bệnh tái tới tái lùi chúng ta hãy để ý lại cách uh, tăng cường đề kháng cho con tốt nhất là bằng dinh dưỡng là uh, chúng ta có thể cho con chúng ta phải ăn uống đủ chất uh, ăn nhiều ừ. rau củ quả trái yeah. cây uh, để chúng ta có thêm những cái vitamin khoáng yeah. chất để cho con chúng ta cho dù có bị bệnh nhưng cũng sẽ mau chóng vượt qua được, được những cái uh, dịch bệnh đấy. Đã. Vâng, ngoài ra thì uh, uh, ngoài ra thì chúng ta sẽ uh, uh, nói thêm một phần nữa là ở những trẻ mà bị sốt kéo dài hoặc là những trẻ mà sốt tái tái phát nhiều ừ. lần đó thì theo bác sĩ Huy thì uh, những vấn đề này như thế nào? Tại vì như vậy thì phụ huynh rất là lo lắng, nó không ừ. biết là con em mình là bị uh, uh, giảm miễn dịch hay là bị uh, những cái bệnh gì nguy hiểm hay bản thân bên trong có vấn đề gì hay không? Ừ. Thì cái này á, các anh chị biết không trong cái mùa nắng nóng là thì ở dưới phòng khám á gặp rất là nhiều phụ huynh cứ mang con đến khám bệnh đó là à sao mới tuần vừa rồi mới vừa nói viêm mũi họng hết bệnh yeah. xong lại tuần này lại tiếp tục con lại sốt rồi bác sĩ lại chẳng đón viêm mũi họng nữa yeah. thì như chúng ta đã biết rồi à, ở đứa trẻ thì nó khác với người lớn cái hệ miễn dịch của trẻ nó còn rất ư là non nớt và đối với môi trường bên ngoài thì rất là nhiều tác nhân về vi khuẩn và virus thì đứa trẻ khi mà nó bị như vậy khi mà hệ miễn dịch mà non nớt như vậy mà kèm theo những đứa trẻ ví dụ dinh dưỡng kém như nãy giờ tiến sĩ thùy dương đã chia sẻ hay mà ăn uống kém hoặc là về cái vấn đề cân nặng chiều cao không chuẩn nữa thì đứa trẻ này sẽ dễ nhiễm bệnh nhiều hơn so với những đứa trẻ khác vì vậy cái tình trạng mà viêm hô hấp trên có thể tái đi tái lại viêm mũi họng tái đi tái lại hoặc là thậm chí có những đứa trẻ nó sẽ có thể diễn tiến nặng hơn có nhiều khi em bé nó vô một cái tình trạng nó viêm phổi, nó phải nhập viện chẳng hạn, hay là nó kèm theo một cái bệnh lý khác. Thì những đối với những tình huống đó, thì ngoài vấn đề gì tiến sĩ dương chia sẻ thì tôi nghĩ rằng các phụ huynh học sinh nên chăm chúc cho con mình về chế độ dinh dưỡng mới là tốt nhất à, có nhiều phụ huynh đến người ta đòi cần phải uống thuốc bổ cho nó khỏe lên dạ. nhưng mà quan trọng nhất chúng ta nghĩ là dinh dưỡng bằng thức ăn ở trẻ nhỏ vấn đề quan trọng nhiều hơn để dạ. chăm sóc đứa trẻ đến nâng cao hệ miễn dịch và đề kháng và khi chúng ta thấy đứa trẻ con mình bắt đầu bị bệnh thì chúng ta nên đến bác sĩ khám để mà được chăm sóc và điều trị kịp thời chứ chúng ta không nên đến một tiệm thuốc tây Mua thuốc cho em bé nó uống có nghĩa là tự chăm sóc bằng cái thuốc tay hoặc là truyền miệng với nhau là khi đứa trẻ nó bệnh này thì phải mua cái to thuốc này đứa trẻ bệnh kia hiện giờ cũng rất là nhiều ông bố bà mẹ và thậm chí mua cái to cũ của bác sĩ cái mùa trước nữa dạ. nó uống đi lại nữa nhưng mà mùa này nó khác vì vậy đứa trẻ bệnh nó hay tái đi tái lại và nó không có hết được thành ra nó không có trọn vàng. Dạ. À. vâng, ừ. vâng vậy là sốt là cái biểu hiện thường gặp đó và là biểu hiện của rất là nhiều triệu chứng khác nhau những rất nhiều bệnh khác nhau liên quan có mà biểu hiện sốt như vậy nên là khi mà chăm sóc sốt ở nhà thì cũng phụ huynh cứ nhớ rằng là chúng ta sẽ uống thuốc hạ sốt khi còn có sốt đó. và chúng ta sẽ theo dõi những dấu hiệu bệnh nặng và vậy qua bài qua cái phần trình bày ngày hôm nay thì bác sĩ Huy có gửi thông điệp nào cho tới phụ huynh để phụ huynh có thể chăm tự tin hơn trong việc chăm sóc con ừ. tại nhà À, nói chung sốt là một cái biểu hiện rất là thường gặp ở trẻ nhỏ thì tôi nghĩ rằng là các phụ huynh không nên lo lắng khi trẻ sốt thì đầu tiên ở trong nhà ai tủ thuốc gia đình của chúng ta ai cũng đều có một cái loại thuốc hạ sốt người lớn thì chúng ta có cái viên hạ sốt như là paracetamol ở người lớn còn trẻ em thì có paracetamol ở trẻ em và cứ nhớ chúng ta nhớ là cân nặng là từ 10 đến 15 mg bạc ký ha cho đứa trẻ khi cho chúng ta cho đứa trẻ nó uống và mỗi 4 đến 6 tiếng đồng hồ uống một lần còn nhưng mà trong lúc đứa trẻ nó ngủ thì nhiều phụ huynh học sinh đó là à có thể nhất định được hay không thì chúng ta có thể dùng cái viên nhớ đích cũng là Ephedagan 150 chẳng hạn nhớ đích cho trẻ vậy đó và chúng ta nhớ khi chăm sóc trẻ thốt, sốt số như vậy thì chúng ta cho trẻ sao mặt thoáng và cho trẻ uống nhiều nước uống nhiều sữa và ăn những thức ăn lỏng dễ tiêu ha và bù thêm bằng những mấy cái khoáng chất vitamin uống thêm vitamin C để tăng đề kháng và nếu như mà chúng ta thấy đứa trẻ này tự nhiên nó đang sốt và đáp ứng với hạ sốt thì thôi tự nhiên sốt cao lên không đáp ứng với hạ sốt hay kèm theo một cái tình trạng khác như là đứa trẻ nó sao nó co giật hay là trẻ nó ly bì, nó khó đánh thức, hay là tự nhiên hôm nay đứa trẻ nó nôn hết tất cả mọi thứ, nó ăn uống không được ha. Hay là đứa trẻ tự nhiên đứa trẻ làm sao nó nó kèm theo nó nó ly bì khó đánh thức nó nôn ói nè, nó co giật. Hay là đứa trẻ cảm thấy nó thở nhanh chẳng hạn thì những cái dấu hiệu đó thì các phụ huynh nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Huy về bài chia sẻ vừa rồi để cho quý phụ huynh có thể tự tin chăm sóc con hơn ở nhà. Uh, biểu hiện sốt là biểu hiện thường gặp và có thể là rất là đa dạng các bệnh chúng ta sẽ nhớ lại là có thể là từ cảm cúm cảm lạnh uh, hoặc là những bệnh uh, dịch bệnh đặc hiệu ví dụ như là sốt xuất số huyết tay trên miệng uh, hoặc là tới những bệnh nguy hiểm hơn như viêm não màng não ừ. uh, nhưng mà uh, quý phụ huynh hãy cứ tự tin chăm sóc con ở nhà và nhớ những dấu hiệu bệnh nặng đó để có thể đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để khám ừ. uh vâng chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý phụ huynh đã theo dõi chương trình và hẹn gặp quý phụ huynh trong những số tiếp theo ạ dạ yeah, xin chào